phụ. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài dò, nãy con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được, từ ba lại này con chân từ ta giới ân sư. Gọi là nhưng lại sao cùng, từ bây giờ cho đến mai sau con chân gia bị chôn đại dẫn thân vào giới gian lao. Con không biết rồi đời mình sẽ ra sao, chẳng thương cho sư phụ tuổi già, sống một mình giữa quan sơ. Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy đấy chỉ có đôi lời khuyên con, đào làm anh đuôi sôi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Sư phụ ơi, cái tờ hôm nay con sẽ dịch diện lời xa tiếng nhai và biệt tiếng cây lời kinh, và mãi mãi không còn nghe được mỗi sơn giới chùa chiều. Kể từ hôm nay con sẽ lưu lạc chốn bụi hồng, sống lắng lòng cuộc đời tây tí hồn non dài ngây thơ. Áo nâu sòng bổ xích gợi lại chốn tiền môn, vì con không đùa đạo hành phát lên người con đưa. Trời ơi, con đã nhúng tay vào tội ác, bằng tâm tư không một chút lỗi lầm. Mô Phật ông cũng là diễn sâu, thầy cũ giữ cùng không sông. Sư phụ ơi, 20 năm con còn là đứa trẻ không nguồn cống cội, chùa tiên nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Nghĩa chữ tinh còn nặng hơn là tốt nhục thắm tình, trong một ngày nghĩa bốn dập dồn bảo yên. Có bàn tay lành này đã phán tội sắc xanh, có người phạt giác ra chuyện cũ 25 xưa. Con đây còn có một mối tù gia tộc, đòi vẫn cưới con tung đầu ông biết sư sư, làm sao có còn nghĩa đạo gia đời. Tự tâm con đã vô tâm sát hại một mạng người, mong có thầy đành gửi theo an mây bay. Sư phụ, sư phụ ơi, nếu những lời nói kia là sự thật thì con đây trọn đời hối tiếc ăn năn.
con đã dội quên đi những người đã chắc chắn bao tim mình khổ càng quên những người vừa gục gã giữa đêm qua. Vì họ là những thân thuộc của con, họ chỉ mong được chết dành lại cho con sự sống. Họ đã quên đi một tương lai buồn thảm cho những mầm xanh cao dục tận mây trời. Nào đời số kiếp còn dương tiếng nhai, thầy ở dặm đường con đi. Xa thầy xa Đức Phật từ bi, con xin ghi nhớ lời ẩn sư trong đời.